chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chơi một cái festival ở phố Nhật nha. Phố Nhật thì nó nằm ở phía đông bắc của Toronto, nên là từ chỗ của mình thì phải đi 2 chuyến bus mới tới. Phố Nhật còn được gọi là J-Town, và ở đây đã mở cửa từ năm 1998 rồi. Hầu hết mọi người ở đây đều nói tiếng Nhật, dù họ nói được tiếng Anh. Mọi thứ ở đây đều theo phong cách Nhật Bản hết. Chỗ tụi mình đang đi vô là một tiệm bánh. Mặc dù có sự kết hợp với phong cách của Pháp nữa, nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận được ở đây một cái gì đó rất là Nhật Bản. Mình không biết nữa. Mình nhận được một cái phiếu rút thăm may mắn nè mấy bạn. Mấy bạn coi, cái cục kem nó còn to hơn trên cái quảng cáo nữa nè. Những cái quà lưu niệm ở đây dễ thương lắm lắm luôn. Còn đồ ăn thì rất là rẻ, mà mình thích đồ ăn Nhật nữa nên mình mua rất là nhiều à. Chuyến đi của tụi mình tới đây cũng đã hết rồi. Mấy bạn nhớ like video này và subscribe vào channel của mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Mình vẫn yêu thương các bạn như mọi khi.